Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm món xì tin. Xì tin dâu. Thì hai xào thịt bằm. Thấy đường chưa? Thấy người ta có bỏ trứng cút gì từ lứa cho mình không có. Ủa? Không phải cái gì xúc xích, nhà mình làm không có xúc xích, không có, không có ăn xúc xích này. Mấy đứa nhỏ ăn chứ, mấy đứa nhỏ ăn chứ nó thiệt chứ mình chưa ăn luôn á. Mà món này mấy đứa nhỏ thì nó thích lắm nè. Vợ mình ăn rồi chứ mình chưa ăn luôn. Chị Huy chỉ ăn hoài luôn chứ đi. Huy nó còn nó Huy nó lớn mà còn gì bánh năm món này đi mà. Chỉ đi cái gì phố đi bộ là chuyên môn ăn. Mình chưa có ăn lần nào. Hay lúa thiệt. Rồi hành này sắc miễn ra bỏ vô chén ghi mình ăn nha. Đây là bắp Mỹ, bắp này mình luộc rồi nha. Lãi hột ra luộc rồi. Phố đi bộ từ đó về ra phố đi bộ mình ở gần đây mà ta chưa có đi. Chứ ngoài đi bộ. Đi bộ đi về dài vậy đó hả? Ừ, gọi là phố đi bộ. Gọi là phố đi bộ. Ba cái tre. Đây là bánh tráng để mà nướng. Bữa hôm vợ mình mua cái bánh tráng. Bánh tráng thứ mà bình thường ăn nướng không có được, nướng nó bị chèm nhẹp. Bánh tráng loại này, bánh tráng loại này thì nướng được. Cái này cũng dễ mua, ra ngoài sạp bún hay là đó. Sạp bún à. Cái này chỗ đâu bé? Sạp đó mấy ngàn. 28 ngàn. 28 ngàn đó không quá. Bây không biết mua bánh tráng, tưởng là bánh tráng nào cũng nướng được đâu phải. Người ta lại nướng, như mấy người ta làm ta bán chuyên môn đó. Ủa thịt tằm đâu ai? Ủa đây nè. Có cái gì con guốc hả? Con guốc, trứng cút, hành, bơ. Đây là con guốc hả? Con guốc. Hai hay qua hai cháu phụ em hay. Đó, một cái lận phần này cho cái bánh dán lên này. Ủa anh thấy người ta đập cái nóng quá em ơi. Than nhiều quá sao? Nó làm trộn vô chén vậy hả? Ừ. Thấy người ta đập lên cái trứng lên trên cái bịch chay chay á. Ừ nè nó phồng lên nè Di Huy. Rồi đó. Là mới đúng là nó phần nó xèo xèo lên đi. Rồi từ từ thôi làm ra ngoài trên. Thôi riêng họ chay trứng lên trước rồi. Ừ. Người ta phải chay trứng lên trước anh thấy người ta bán vậy mà. Rồi hai chở đi hai. Ừ. Xong rồi cái xịt tương ớt xịt vào vô. Ta chay cái trứng cho nó đều hết cái bánh luôn. Chém lượng vậy chưa đủ liều lượng. Chém ớt lại hả? Ừ. Cái bề nào nó giòn rồi thì người ta quay ra ngoài đây nè. Bên đây giòn rồi nè. Còn bên đây chưa nè. Bánh tráng nướng cô chín. Chín tô 2. Tô 7. Chín tô 2 cô 3 3 cô. Ba cô. Có chuyện đi đó cho nó học tan ra vậy. Cái gì ăn cho nó vàng nè. Thơm quá nha. Chết rồi, chết rồi.
không có trứng cút á, không có trứng cút là nó có bể. Ít ít thôi trời. Nó thôi nhiều quá à, đúng. Má đứng má không biết gì luôn. Rồi. Còn cái gì nữa không? Rồi, hay ập lại đi. Dần gập gập rồi đó. Nhưng mà nó chưa chuyển lên màu vàng ha. Nó vậy nó không bao giờ chuyển màu vàng luôn hả? Để đó lần qua hồi. Rồi. Ai mua mấy cái? Chị mua mấy cái? Hai cái. Hai cái đúng không? Hai có hai cái luôn. Hai cái 30 ngàn nữa tiền đây. Gì hai cái 30 nó có 10 ngàn. Hồi người ta bán khác em bán rồi. Rồi nó ngon hơn. À bây giờ làm thử cái nè. Cái cút đâu? Đó cho mấy chén kìa. Cái cút kia kìa. Ừ. Tôi làm chuyên nghiệp lên đó phải đập tay chỗ. Anh không chét miếng bơ lên à? Bơ nữa hả? Đó. Chưa có quen luôn á. Trời ơi, ít thôi, ít thôi. Ít là trời dữ vậy anh. Bớt lại. 15 ngàn mà. Ngán lắm. 15 ngàn bơ nhiều. Cứ ăn bơ cho nó mặt cái bánh tráng nó nóng lên rồi mình chét bơ nó mới tan. Chứ cái bánh tráng nãy em để nước sôi nó nóng sao mình chét. Cầm cho làm hay bớt đi 10 ngàn thấy được không? Dạ. Đó đó, chạy 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 chạy. Trời ơi. Thiệt. Nó chạy nữa kìa, chạy nữa kìa. Chưa kịp bấy hơi chạy. Không có kinh nghiệm rồi. Anh đưa qua đây nè cho nó nóng nó mới quết lại. Tiếng nó chạy mất tiêu hết rồi. Thêm cái trứng nữa, thêm cái nữa. Cái dĩ này nó cái được rồi. Nè múc ở dưới đây nè. Thêm nữa hả? Hai cái à. Hai ba đứng ở ngoài bá đầu hết chía. Rồi, hóc bắp. Cái 15 ngàn đúng không? 15 ngàn đó. 15 ngàn nó nhiều đó. Hơi ít thịt thôi. Thịt đâu nhiều đâu mà ít chứ không ít. Trời ơi rồi kìa trời. Vậy mới nó hấp dẫn chứ. Cái bắp nhiều lên nó vàng vàng cái bánh nó ngon. Rồi để em qua ăn bên nè. Làm cái khác đúng không? Cái khác. Xây này cho. Nhiều người em thấy xịt sắp mayonnaise nữa, mình có bơ rồi khỏi. Thay, thay bơ đi. Này mình bán lâu lâu cái tay mình nó chai á, nó mới hết bị nóng. Rồi, cái miếng nó chắc béo dữ lắm mà. Bơ nhiều là béo. Trời ơi, miếng múc nó không có dính. Đó, vậy chay cùng bắt hết được rồi đó. Làm sẵn thì dễ hơn cái đập đập như trứng nó tròn nó lọt nữa. Làm bị chết dữ vậy. 15 đều ngàn chị. 15 ngàn chết nhiều. Nhiêu 15 ngàn hay nhiêu? 15 luôn đó, quy lại 15 luôn à. Tại hai mẹ con ăn. Bắp quá à. Cho nhiều bắp đi. Hô gáy nhiều cái tới chừng ta làm ít lại cái hô ít quá à. Rồi, tôi ơi. Miếng hành vô kìa. Thiếu hành chưa. Hành, hành cuối cùng mà. Hành để hồi sống nhân à. Vậy nó mới thơm. Trời ơi. Rồi xong hai cái đó. Rồi đưa tiền đây. Chút đưa. Mới về mới tủ lấy. Đi về mới tủ lấy hả? Rồi. Xịt lên. Chị hai thịt anh chưa? Có chị hai chưa? Chưa. Làm được hai chai luôn kìa. Ồ, đi liền không? Đi liền không? À. Gì trời? Vậy hả? Hai hàng thôi. Cái đòi gì nữa trời. Đó gọi này xịt lên ụp lại luôn. Từ từ. Mốt thành là đi bán bánh tráng nướng luôn à. Ừ. Cũng lanh lanh lẹ lẹ rồi đó. Rồi. Mốt đi
mốt ra đứng trước cổng trường học á bán. Đi mấy chỗ trường học đắt lắm rồi nè. Mốt đưa Nguyên đi học rồi bán luôn. Ừ. Bán chỗ trường học đắt lắm. Nó nhỏ nó thích ăn món này. Bán chờ ước nó về luôn. Nó làm tình nhân có nhỏ à. Không gì kia bớt ra. Đặng bên đây mình lấy xong cái mình bỏ qua bên đây cho bên đây nó giòn lên. Chán cầu tre mới được nha. Ba cái dừa. Ba cái tre. Rồi ăn đi, nó còn giòn để ngồi ngồi ngồi. Ngồi mềm hả? Ừ. Có mặn ngọt gì không? Ăn cho biết thôi, lặn mình đi không lại. Trời cầm nguyên cái ăn luôn, cắt chi chi quý. Hả? Nguyên cái còn cắt nữa. Chơi nguyên cái luôn hả? Nè, bầu ăn trước đi. Em ăn cái này trước nè. Cái này nó làm trước nè. Ăn thử coi làm sao. Nó tụt rồi chị Hai ơi. Nó tụt rồi. Trời ơi, nó bị chùm nhẹp. Thấy chưa, nó mềm rồi đó. Ăn đi, Hai ăn luôn đi Hai. Nóng mẹ ăn thử cái mẹ. Mới cộp đồ. Thử cái mẹ, nhỏ mà. Ăn coi nó nghe làm sao. Thử miếng ơi. Ăn thử đi, ra làm sao, ba thứ cái bà ngủ. Nó chưa có bánh tráng chưa chín. Nãy giờ nó mềm rồi đó. Nó phồng lên á. Bánh tráng này nó không có phồng nhiều mà. Hơi hơi à. Hai ăn luôn đi Hai. Giờ nướng giờ ăn đi cho nó ngon. Chờ hồi ngồi. Mình có phải bán không? Ừ. Đó, cái đó mới giòn đó. Nhấp quá không được, từ từ đi. Được mẹ, cái ăn sao mà? Được không? Sao kéo đây được. Ngon. Ngon. Má đâu ngon rồi kìa. Vậy là làm bán được rồi đó. Mẹ bán ngay chỗ cửa trường học á, bán được. Đi làm gì xé ra đây mấy trời. Nứt nó phái lắm. Cái đó nó bị gã gã. Cái bị dính rồi. Trời mai nó đòi ăn. Trời ơi, thấy mình ăn nó chét chét. Sạch trên được rồi đó anh. Để cho nó chín chín. Chua cái này là nhiều quá ăn nhé. Chua, cà mì chua. À. Anh hai đâu Hai? Đi ngủ rồi. Rồi Hai ăn luôn đi, để hồi nó hết ngon. Má rồi, nó la rồi trời. Không biết ngon. Rồi ăn hả? Mẹ biết ăn không bà kêu, chút đi. Ngồi nướng, ông Nguyên dậy nướng cho nó một cái, không bỏ ớt. Rồi ăn đi. Ừ. Cái này em chở nha. Để khác nó đi. Em thêm cái rồi đó. Để không? Thêm cái nó đi Duy Huy. Thêm cái nó đi. Hai cái mà. Chị hai mấy cái? Một cái thôi. Ủa trời, nó bắt mẹ nó đi. Các bạn gọi em bao nhiêu con cái? Cất lại để hơn rất đó. Chúc mừng cho mẹ ăn nha. Chín ăn vừa chưa, hai là ít chín. Chín không có béo đúng không? Nói này. Mình vừa ăn rồi. Vừa ăn rồi. Làm cho giấy á. Mua cái bọc giấy hết bỏ vô ăn xong rồi cái nước dưới á. Nắp luôn. Cá này mấy chị, nóng quá. Ừ. Trước này mua về tao có ăn không? Chôm tới thì tao không ăn. Chôm ăn. Bán trong cái bọc giấy dầu á. Dạ đúng rồi, em dầu. Nói như dầu. Chín ăn đi chín. Chín ăn.
Đây nè con ngán này nè. Ồ, nóng dữ vậy. Nóng, cái này nãy hai đầu nóng à. Nó giòn. Béo. Ừ, nó giòn, béo. Hợp bắp ngọt luôn. Nóng à. Ngon ha. Quá à. Không biết ăn được không mà nhìn xối xả à. Cho mà. Gì cắn gì ngay cái bụp chỉ vậy? Gãy răng hả? Không phải không? Ngay cái bụp như gãy răng kìa. Nhìn xuống dưới cái bụp chứ gì? Cái đó anh ăn đi. Tới giờ hả? Nướng cho bé Quyên cá hả? Cho bé Quyên ăn đi học hả? Đi vậy ăn bánh đi học Quyên ơi. Giờ tới mình thưởng thức nha. Đó giờ cha sanh mẹ đẻ mới ăn bánh tráng nướng. Ngon ngon. Cái này tự mình chế biến ra làm như thế ta mình ta bán. Đấy là lạc. Thiết khắc. Thiết khoát rồi là. Có gì không Trung? Xứ lạnh nó ăn cái này nóng nóng nè. Cũng béo béo, thơm thơm, giòn giòn. Cho bạn Mai một miếng đầy đủ hương vị luôn. Nóng hả? À? Nó hết nóng rồi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn lẹ đi. Nó rớt bắp bây giờ. Chơi bóc bắp ăn không vậy? Nhà nướng gì bỏ cũng nhiều chứ. Có cái bỏ than ít. Ừ. Than yếu than. Đây là những cái cuối cùng. Nãy giờ không có. Chừng này chiều nướng lại rồi bỏ lên luôn. Rồi để cho chị Hai, chị Bảy nó nướng. Đưa bé Quyên đi học. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bơi. Nhiều quá. Nhìn thấy bao nhiêu đó mày.